Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam đã tổ chức khám chữa bệnh thiện nguyện cho cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi và các gia đình chính sách tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên của Hà Nội. Hoạt động được diễn ra vào đúng tháng thanh niên, không chỉ thể hiện là tinh thần uống nước nhớ nguồn mà còn cho thấy sự nỗ lực của các cán bộ và học viên trong việc là chăm sóc sức khỏe nhân dân trong lúc dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Vâng, thưa quý vị, ngay từ sáng sớm ngày hôm nay thì đã có gần 60 các y bác sĩ cũng như là học viên của Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam đã có mặt tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên để thực hiện công tác thăm khám cũng như là phát thuốc miễn phí dành cho những người dân trong diện là chính sách, những người có công với đất nước cũng như là người cao tuổi. Và có thể thấy là trên gương mặt của rất nhiều những người dân ở đây đó là niềm vui, là niềm phấn khởi, và bên cạnh đó còn là những sự hào hứng của các bạn là sinh viên của những y bác sĩ của Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam khi được thực hiện một hoạt động rất là ý nghĩa, mang tinh thần tương thân tương ái trong tháng 3 thanh niên này. Tận tình hướng dẫn người dân đến từng khâu khám bệnh, dù đã nhiều lần tham gia khám chữa bệnh thiện nguyện, nhưng với những sinh viên của Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam, họ vẫn rất hào hứng với nhiệm vụ này. Bởi đây không chỉ là cách thể hiện sự biết ơn với các gia đình có công với cách mạng, mà còn là cơ hội quý báu để trau dồi kiến thức chuyên môn. Đây là lần thứ 3 em tham gia hỗ trợ khám chữa bệnh ở tình nguyện. Nó cũng giống như cảm xúc ban đầu, đều là cũng đầu tiên là cũng hồi hộp, về sau là cảm thấy rất là vui. Từ khám sàng lọc, kiểm tra đường huyết, khám đến phát thuốc miễn phí cho người dân, tất cả các khâu đều được các y bác sĩ và học viên của học viện thực hiện đầy đủ, kỹ lưỡng. Không chỉ là sự tri ân, biết ơn đến thế hệ đi trước, những người có công với đất nước, mà chương trình còn mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp như hiện nay. Nhiều gia đình không có điều kiện để đến bệnh viện mà khám bệnh. Thế mà nay nhà trường đã cử được một đoàn về đây khám miễn phí. Thì nói chung là kể cả người già, người yếu cũng ra đây được khám. Như thế là ai cũng phấn khởi và vui mừng. Tư vấn sức khỏe nói chung là rất là đầy đủ và cặn kẽ. Và lại còn được phát thuốc miễn phí, chúng tôi rất là vui mừng và cảm ơn. Hôm nay cũng là trong cái tháng tình nguyện, đoàn thanh niên học viện đã về quan tâm, giúp đỡ đến sức khỏe người dân. Đây là cái hoạt động hết sức thiết thực. Trong thời kỳ mà dịch bệnh như hiện nay, nên là việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân là cực kỳ quan trọng và cũng là mục tiêu và cũng là cái hướng giáo dục tinh thần phục vụ vì người bệnh cho các em sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm cuối cũng như là các cán bộ của học viện tham gia công tác tình nguyện này. Bên cạnh khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách tại địa phương, toàn thể đội ngũ thanh niên tình nguyện của học viện còn cùng nhau trồng cây dược liệu tại khu di tích tưởng niệm cố lương y Nguyễn Kiều, bậc danh y nổi tiếng của thế kỷ 20. Không chỉ để tưởng nhớ đến công lao của người thầy thuốc trong lòng nhân dân, mà còn là cách để tiếp tục lan tỏa, phát huy giá trị y dược học cổ truyền.